Chào tất cả các bạn nhỏ trường mầm non Happy World. Lâu lắm rồi cô và chúng mình chưa gặp nhau đúng không? Thời gian này chúng ta vẫn đang phải nghỉ học để phòng chống dịch Corona. Và nghỉ học lâu như vậy rồi, cô nghĩ chắc chúng mình đang rất buồn đúng không nào? Để chúng mình không buồn chán khi ở nhà, các cô giáo trường mầm non Happy World đã thực hiện những giờ học rất là thú vị cho chúng mình đấy. Với những giờ học như STEM, những thí nghiệm vui, khám phá khu vườn cà phê bí ẩn và những giờ học tiếng Anh rất vui nhộn. Hàng ngày, chúng mình hay nhớ nhắc bố mẹ mở trang web của trường Happy World Preschool để theo dõi các clip thú vị của các cô nhé. Và bài học đầu tiên cô mang đến cho chúng mình chính là thí nghiệm pháo hoa nở trong nước đấy. Không biết các bạn nhỏ đã được xem bắn pháo hoa bao giờ chưa không? Cô thì vừa được xem bắn pháo hoa vào Tết năm nay rồi đấy. Các con biết không, khi pháo hoa nở tung trên bầu trời, bạn ý tạo ra rất nhiều hình dáng khác nhau nhá. Cô thì nhớ có hình trái tim này, hình bông hoa và tròn nữa đấy. Và đặc biệt, bạn ý có rất nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau, trông rất là đẹp đấy chúng mình ạ. Tết thì qua lâu rồi mà cô thì muốn cùng chúng mình xem bắn pháo hoa luôn cơ. Vậy nên hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm thí nghiệm pháo hoa nở trong nước nhé. Và những nguyên vật liệu cần để thực hiện thí nghiệm này gồm có: một cốc nước lọc, một cốc dầu ăn và một thực phẩm, một chiếc thìa sữa chua để chúng mình mâm mâm sữa chua ở nhà nè. Bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng bắt tay vào thực hiện thí nghiệm này nhé. Đầu tiên, cô sẽ nhỏ màu thực phẩm vào trong cốc dầu ăn này. Chúng mình cùng nhìn xem có hiện tượng gì xảy ra không nhé. Chúng ta có thể nhỏ một màu hoặc nhiều màu tùy thích. Cô thì thích nhiều màu sắc nên cô sẽ nhỏ tất cả các màu cô có ở đây. À, đây là màu cam này. Bây giờ cô sẽ nhỏ màu xanh lá cây vào đây. Chúng mình cùng nhìn xem bạn màu thực phẩm có tan trong dầu ăn không nhỉ? Ý tạo thành những viên bi màu sắc trong cốc dầu ăn của chúng mình này. Sao bạn ý lại không tan trong dầu ăn nhỉ? Hay do chúng mình chưa khuấy lên chăng? Cô sẽ cầm chiếc thìa sữa chua này khuấy thử lên nhá. Bạn màu thực phẩm không tan trong dầu ăn chúng mình ạ. Vì sao vậy nhỉ? Hay không có nước chăng? Rồi, bây giờ cô sẽ đổ từ từ cốc dầu ăn này vào cốc nước của chúng mình đã chuẩn bị nhé. Chúng mình chú ý đổ nhẹ tay và cùng tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra đây. Màu thực phẩm đang từ từ chìm xuống, tan vào trong nước, tạo thành những vụ nổ nhỏ trông như pháo hoa đấy chúng mình ạ. Các con có biết vì sao lại xảy ra hiện tượng pháo hoa nở trong nước này không? Đó là vì dầu ăn nhẹ hơn nước, thế nên bạn ấy sẽ nổi trên mặt nước. Còn bạn màu thực phẩm thì lại nặng hơn dầu ăn, nên khi cô nhỏ màu thực phẩm và dầu ăn, bạn ấy sẽ chìm xuống và dần dần hòa tan vào trong nước, tạo thành một vụ nổ nhỏ trong cốc nước, nhìn như những bông hoa pháo hoa đấy.
Thí nghiệm của cô đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt các con và hẹn gặp lại trong những giờ học sau.